khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lâu Bình Nhưỡng. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 34 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng Bộ khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lâu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Lâu Bình Nhưỡng còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ đã khỏi Đảng đối với ông Lâu Bình Nhưỡng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe thông tin khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lâu Bình Nhưỡng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.